hay đó. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bình Định Cháu Yêu. Ngày hôm nay em ghé thăm cụ bà 82 tuổi bán chè ở quận nhất nè cả nhà. Chào bà. Cảm ơn con. Nãy giờ mở hàng chưa? Chưa, mới bán được có 2 ly à. Con hỏi cho bà đi, mua giùm mấy ly đi. Bên người Hàn Quốc không à? Đó, đi không mới bán được 2 ly rồi đó. Bà bán rồi bà chè vậy đó. Mua chè đi coi. Không hộ bà. Hình như người nước ngoài người ta ha. Ủa, hiếm gì con. Cỡ người nghèo người. Hiếm gì người Ấn Độ có, Philippines có, người đủ người, người mình có, đi ngang qua ngang lại rồi ăn mà thích nào. Bữa bà nói là nhất xương khớp đó, con tặng cho bà một loại lọ thuốc so bóp xương khớp của Mỹ á. Hết không? Hết không? Thì nó đỡ với xương khớp già mà sao mà nó bớt. Cái này cho à? Dạ. Cái này cho à? Cái này cho. Không, nhưng mà cho à? Đúng rồi, so nó nóng lắm. Nóng lắm. Cái đó là của Mạnh Thường Quân, cái cô bên Mỹ mà hay gửi cho con á, gặp người nào bớt già cả cho á. Con xà bóp không? Bớt không? Nó đỡ. Cái xương khớp là sao nó bớt được? Nhức quá. Bà có bị đau xương không? Ở trong đầu gối mà nó nhức ngồi ngủ không được. Vậy hả? Con có cái ông thầy Dũng ở bên Hòa á, bữa cái chị kia bị thoát bị đi đệm mà nó lọt xương á, mà bà đi bớt luôn, ông nắng xương hay lắm. Ở đâu vậy? Ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bà không biết. Mà nếu như bà con quay nghèo khổ thì không tính tiền, chứ còn mà nếu như người bình thường là ông tính 1,5 triệu 2 triệu đó. Còn bây giờ đi miết nó cũng đi lỗ nó bây giờ nó không bớt không nghỉ á thì nó bớt cái mà đi hoài á nó cảm ơn con cái này mừng tại vì nó giúp rồi quá. Ngày hôm nay con có nhận được một số tiền của cô Mộng Lan ở Mỹ á, gửi cho con là $200 là tương đương với 5,080,000 là có tặng cho bà. Đây con gửi tiền cho bà nè. Thôi bà cảm ơn con nhiều quá, cảm ơn mấy đứa nữa. Cảm ơn mấy đứa nhiều, nhiều tiền quá. Nhiều quá hả? Ừ. Bà nói lời cảm ơn cô Mộng Lan ở Mỹ đi. Dạ, nhờ con á, con cảm ơn con cho tiền bà đó bà. Để giúp đỡ cho thằng Bệnh với bà thì bà cũng già quá rồi. Bây giờ con ủng hộ cho bà cảm ơn con nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Cảm ơn cô Mộng Lan, với con đâu có cho tiền đâu, cảm ơn con. Cảm ơn Ngọc Lan. Mộng Lan, cô Mộng Lan ở Mỹ. Ngọc Lan, cái bây giờ bà cũng già khó khăn quá. Phải cầm cục tiền. Chị không quay lên chưa? Thôi. Đem tiền đi, cắt đi. Đâu. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn cô là Ngọc Lan đó nữa. Thật kiếm thật mừng quá trời mừng. Rồi gì? Bà nói chuyện to lên nó nhỏ không nghe. Bà nó ồn quá. Còn bữa nay con đi ở đây rồi con có đi ở đâu nữa không? Con đi quay hoàn cảnh mà của cô đã giúp đó. Cô đã giúp cho bà nè, giúp cho cô Hồng bị ung thư vú nè. Rồi giúp cho cậu bé bánh tiêu nè, giúp cho Đức mồ côi nữa. Nói chung là cô qua giúp nhiều bấm. Lắm. Qua bà bán ế. Hôm qua bà bán ế hả? Qua bà bán ế. Hai cụ 84, quên 82 tuổi bán chè mà nuôi con bệnh tâm thần ở Quảng Ngãi á cả nhà. Bữa hôm quay thì mấy cô chú có thấy thương thì giúp đỡ cho bà. Để cho bà có tiền gửi về quê nuôi con hả? Cảm ơn con nha, cảm ơn giúp đỡ cho bà dịch. Cảm ơn con nhiều. Quý vị đây là bà bán chè nè, có 5 loại hả ba? Đó. Chè đậu đen, đậu xanh, chè bắp rồi. Chè đậu. Chè đậu rồi chè thập cẩm. Đó. Con ăn ly nè, lấy ly đi. Dạ không, con không ăn đâu. Thôi đưa cho, đem cho mấy đứa. Để quá, nào qua bà bán không. Bà là quê Quảng Ngãi hả? Ủa là ở huyện nào bà? Từ Tư Nghĩa. Huyện gì? Huyện Tư Nghĩa. Huyện Tư Nghĩa, lẽ gần mình đầu Quảng Nam hả? Không, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi nè. Bình Định đi ra Quảng Ngãi nè. Bình Định rồi tới Mộ Đức, rồi tới Đức Phổ, rồi tới Tư Nghĩa, rồi tới thành phố Quảng Ngãi. Rồi mới tới Bình Sơn, rồi mới tới Quảng Nam đúng không? Đúng rồi. Sao không ai mua hết trơn vậy bà? Không ai mua, giờ này thôi chưa có giờ ra. Giờ này chưa có người mua hả? Có bữa cho con bữa ế thấy bà luôn. Dạ? Có bữa cho con bữa ế thấy bà luôn. Ngày hôm qua có sụm nụ không? Hôm qua ít người mua lắm, ế, bà gánh đi cùng. Dạ. Đây bà bán chè, bán gánh nè quý vị nha. Hàng ngày buổi sáng là bà đón xe ôm đi hả?
Đây xuống 80 ngàn hay chưa? Đi xuống 80 ngàn. Tại vì chở đồ lĩnh khỉnh nhiều nên nó mắc, chứ còn đi xôm cao lắm là 40 à. Đi xuống có 40 rồi, về có 40 à. Đi xuống là 80 rồi, chở chè xuống giống lồng gánh rồi xuống hết một người luôn. Còn bà bữa nào bà có đi chữa xương khớp rồi nói con. Biết còn ở đâu mà nói. Alo cho con sắp xếp thôi. Mời đi đi mổ mắt ở chỗ nào? Mổ mắt thì có đoàn từ thiện rồi, con alo cho con ghé con báo bà. À, ghé nha. Dạ. Bây giờ con mắt là không thấy thường. Mắt nó không thấy đường luôn hả? Lò không thấy, lò ổ ổ không thấy vậy đó. Bên đây thì thấy rõ lắm. Còn một con mổ hôm Tết đó. Dạ. Mổ hôm Tết bây giờ rõ lắm, thấy được con. Con không thấy, con này thấy rõ. Con ta tái thấy rõ. Nhà bà là có bao nhiêu người con? Bốn. Bà đi bốn người con hả? Rồi có một anh mất. Còn thằng Tâm Thần là hai. Với anh Tâm Thần là hai, còn hai anh chị kia là ăn được không? Còn thằng anh lớn anh về nấu cho cái thằng Bình đó ăn. À, thằng anh lớn là nuôi cái thằng anh Tâm Thần ở quê. Rồi hàng tháng bà gửi tiền về phụ. Gửi dù mấy chục năm nay rồi. Nhưng bà mà nuôi anh... biết lâu rồi, bà nuôi từ hồi hôm 2 tuổi bây giờ là 51 tuổi rồi. Là anh bị tâm thần từ nhỏ luôn hay là lớn bị? 2 tuổi à. 3 tuổi là bị hả? Hôm 2. 22 tuổi mới bị. Rồi ba nó chết rồi bệnh biết nằm biết. Bà nuôi biết. Gánh đi bán hồi cái đây chưa có làm đâu. Ở đây chưa có đâu. Chưa. Bà nói bà bán ngay chỗ quận nhất đó hồi chưa, chưa cái xoay cái tòa nhà gần. Chưa. Lối đây ở nhà tư nhân hết. Dạ. Bà bán đồ hũ có 2 đồng kém. Vậy là chồng bà mất cách ra 30 năm rồi. Mất lâu rồi, 5 năm. Uống chè đi cô ơi. Năm lâu chè rồi. Chè ủng hộ bà về đi ạ. Ông mất rồi cái là còn ở thằng Tâm Thần nằm đó. Dạ. Bà chị đánh đi bán mình không biết. Ở đây hồi tư nhân là chưa có nhà cưới gì. Báo mà cầm dù bà che vậy đó quý vị. Nắng quá. Nắng quá trời nắng luôn à. Ở đây toàn người Quảng Ngãi với Bình Định bán không à. Bán hàng rong đây nè. Thằng Quảng Ngãi vô bán này. Bình Định này vô bán hủ tiếu. Chứ Quảng Ngãi Bình Định con thấy mấy cô chú bán bánh tráng trộn ngay chỗ đó dựng cái trường Nguyễn Văn Cừ. Kìa nó kìa nè. Ngồi phía kia hiếm gì á. Đánh chạy. Đánh chạy hết rồi. Đó là Bình Định, bông hủ tiếu có, trái cây có, bánh trăng trộn có, đó là Bình Định à. Dạ. Anh nhân lao động mới vô trong này cũng sống cái lấy gì đâu sống con. Nói chung Sài Gòn nếu như chịu khó làm ăn dễ kiếm tiền hơn so ở quê đúng không? Vô đây là có chịu cực à. Làm ruộng không? Vô đây là có chịu cực rồi, biết có ăn chứ còn biến là đúa thấy bà luôn á. Con biết vô đây chịu cực chịu khó, đứa nhỏ này thì bán đi số cũng có tiền ăn. Đúng rồi, bán số ngàn kiếm 200 ngàn là 200 tờ là cũng dễ nữa. Đúng rồi, chứ làm bí không lấy gì đâu ăn. Vô đây đúa chết luôn á. Vô đây mà làm bí không là đúa. Là bà sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi? Cái lâu. Lâu lắm, mấy chục lâu năm. Lắm hả? Ăn gì con? Ăn gì không chị ơi? Bà sống đây lâu rồi, lối đây chưa có gì, nhà tư nhân lối đây không à. Đây lối đây hồi kia bằng máy bằng đồ, về về phát rồi. Cái này có bây giờ cái lối đây nè có người mà bây giờ họ dọn họ đi hết rồi luôn. Dạ. Bây giờ họ tới họ thăm bà, trời ơi lâu quá lâu. Hồi họ ở nhà tư nhân họ biết. Chứ bà ăn chưa, ăn cơm trưa chưa? Ăn trưa gì đâu bây giờ. Bây giờ 11 rưỡi rồi mà. Đi đâu ở đó đi con ơi. Ăn gì ăn qua ngày, thôi trưa đó bụng kiếm gì đó ăn. Cái đây nó bấm mắt quá. Đúng rồi, quần nhất mà gì cũng mắc. Đúng rồi. 40-60 ngàn tô luôn á. Bán bao nhiêu đây mà ăn với cơm 40. Bán bao nhiêu đây mà ăn với cơm 40 ngàn mắc quá. Rồi. Ăn bậy bạ gì đó đỡ đi rồi chiều về nấu cơm ăn. Trời tiết kiệm vậy con, nhiều lúc con ăn cũng tôi 40-50 ngàn luôn á. Con tính nha, chứ bây giờ ngồi bán mà 10 ngàn mà có bữa có tiền nấu, bữa không có tiền gì. Trời mưa gió nữa rồi bán ở đâu mà tiền ở đâu mà ăn dữ vậy. Đâu có một bữa trưa đó nè. Con mơi ăn cái rồi trưa ăn rồi chiều ăn nó lo chiều ăn nữa. Ăn ngày mình đi bán nhiều ngày. Con mới ăn vậy rồi lấy đâu mà xong nhiều tiền. Con hay đi quay giúp đỡ mấy hoàn cảnh nghèo khổ á.
có nhiều cô bị ung thư vú mà lỡ lét hết vậy đó. Là cái cô Mộng Lan này cũng cho tiền cho cô đó như bà vậy đó. Rồi mà nó mủ không nhìn ghê lắm. Bà cho ông đi bệnh viện. Bà nghèo quá, bà không có tiền, hồi xưa mới phát hiện mà không đi lo phẫu thuật á. Mà để bây giờ nó để đó là chết. Nó nổi hạch lên cổ rồi, nổi hạch lên đây nè, lỡ lét mủ cái không. Bệnh đó không có thọ. Cái bệnh nó không có thọ. Dạ. Chết không chết sớm. Nói chung là có tiền thì cũng đỡ. Tiền thời phát hiện chữa không đỡ. Mà không có tiền á. Có người ông vô sư vú á, mà con biết là họ hớt vú. Hớt cây vú rồi, rồi sau thời gian rồi yếu cho người cũng mất. Dạ. Không thọ. Có bệnh gì mà cứ cứu mà để sống ra dai chứ có bệnh đó. Chè đi chị ơi. Không, không ăn đâu, mấy con này không ăn đâu. Nói chung là bây giờ không cần giàu, chỉ cần sức khỏe được. Con thấy bệnh tật ghê quá. Không biết nghe cái bệnh đó sợ lắm. Ông một kia của bà đó, còn thằng em nó bệnh bây giờ phát bệnh đâu có biết. Dạ. Bây giờ phát bệnh rồi có đi vô Sài Gòn chữa bệnh biết mà tiền không có. Bệnh tim đó anh, bệnh tim mắt hay là anh nào? Thằng em nó còn thằng con bệnh tim mắt rồi đi. Dạ. Thằng con của bà nó mới mất vào tháng 8 nó về gì? Về tuần 3, vỗ 3 năm luôn. Chè con. Chè gì ơi? Con thấy bà bán cái món món gì ăn giặt dễ mua hơn chè, chè bán ít mua hơn á. Bán món mặn mặn à hả? Ờ bán ăn vặt á, thường văn phòng nó ra nó mua. Thì thôi giờ bà bán cái này không, bây giờ trở bốn mặn rồi bà nấu không nổi rồi gánh không nấu đổ lên. Con nó nấu chè cũng cực khổ mà nấu chè nè. Cái nghề nấu đây rồi nó phớt cực rồi. Cho bà quen thôi chứ nó cũng cực khổ lắm à. Cái nghề nấu chè đây rồi nó phớt cực rồi. Cái xô bóp xương khớp đó là bà lái ra bà con chỉ cho xài đây. Kho vô miếng là nó nóng dữ lắm, cái chỗ bà đau á. Nó tốt lắm. Cái hàng của Mỹ mà của cô Mạnh Quân bên Mỹ gửi về cho con á. Ít người có. Dạ. Có cho con cho vậy. Ít người có. Và đêm về tối mà cho. Dạ. Tắm rửa rồi rồi cho. Quan kiếm bà già bên kia có không? Bà già nào không, bữa đó là qua không có bà bán. Chiều qua mới đi. À, chiều mấy giờ bà bán? Chiều qua 2 giờ mới mới qua. Bà đó chắc cũng già hơn bà đó. Nhỏ tuổi hơn. Ở nhỏ tuổi mà sao bấm ra già vậy? Bà ngồi có khòm luôn à. Bà bấm bánh, bánh chiên á. Dạ. Nắng quá trời nắng luôn quý vị à. Đây bà bán ngay chỗ quận nhất luôn á. Chỗ đó vị trí đắc địa lắm, ai mà có nhà ra là cho thuê lấy tiền để về quê sống là dư giả luôn. Này cho thuê mất đâu 100 triệu. Dạ. Ở chỗ nhà bà bán đây hồi con bớ, hai thằng trai có chú xéo rồi, bây giờ hai đứa con. Trời. Bây giờ bà nói thôi ngồi để bán đi. Lâu lâu có gì ăn ba đêm ra. Vậy hả? Nhà bây giờ bà cho người ta thuê rồi, bà nó ngồi ở đây bán. Để chỗ người ta ra vô. Bán lâu rồi. Hồi con bắt một chút cái chỗ đây, hồi con có đường hiểm đi vô, con có nhà tư nhân ở trong đó. Trong bên như vậy. Hồi xưa sao bạn mua nhà là ngon rồi, giờ có nhà là ngon rồi. Dạ, chè đó chị. Con chè nào? Có. Vậy chị cho em đem đưa tiền cho bà. Bà không biết, mấy đứa nó cứ đưa tiền khoản. Chị mua loại nào? Đậu xanh, đậu đen, chè đậu trắng, chè rau sọ, bên đây thập cẩm. Con chè khoản à? Có chỉ một thôi là 20 nè, còn hai mươi bộ đá không? 20 bộ đá không? Có 0933 165 mấy đứa nó hổ hoàng bài đâu 966 ra Lê Trọng Nguyên thì đúng. Tại vì bà lớn tuổi rồi, bà không có rành về công nghệ, chuyển tiền online rồi đó. Có điện thoại không biết bấm, khi nào thấy đường bấm đó, nên chuyển khoản cho nó tiện á. Đúng rồi. Mắt bà không mắc kém quá. Rồi để con đưa cho bà 20 ngàn. Thật khổ. Chị mới chuyển cho con đó. Ủa 20 ngàn đâu ta? Con làm gì rồi trưa đi ăn ngoài đường luôn hả? Dạ. Trưa ăn ngoài đường luôn hả? Trưa ăn gì bà? Chú ăn trưa ở ngoài luôn. À con ăn ngoài với con. Từ tối về nhà. Chiều về con rảnh thì con nấu.
Nấu ăn với ai? Con ăn mình. Thế à? Xuyên vậy hả? Con ở vé mà. Bữa con nói con độc thân, mấy bà nói là trời ơi, gia đình cỡ này mà không lập gia đình mà để bữa bà nói là lấy vợ đi với chọn trẻ là cơm thiêu gì đó tôi không ta la đó. Ra 20 ngàn tiền của nãy chị mua chè. Con biết là trưa búi sớm mà không lựa, không mua. Búi tư không mua, búi chiều héo khô hết rồi không mua. Chè con. Chè đậu con. Chè đậu bà con có bán ơi. Buổi sớm mà còn tư không vô mua đem về nấu cho nó tư, còn buổi chiều quá hồi lựa hết bầm dập hết nó chân đường cùng một hố. Chứ bà là hồi là bà lấy chồng bao nhiêu tuổi? Có 20 à. Trời, còn sớm quá vậy. Mai là mối không ấy, không có bồ bà chị. Rồi ông chết sớm cho bà mới có chồng nữa. Thì của con là của gia đình nhà nghèo mà con bài có mối ra nữa tôi chết luôn. Mình cũng đi tìm hạnh phúc riêng cho mình chứ. Thôi, con mình đã chơi. Chè đi, đi chị ơi. Mấy cái con là quý quá rồi. Sống với chồng là đủ rồi và sống qua con thôi. Tội. Là có chồng là tội con hả? Con bỏ anh con em không mệt. Bỏ con không được, tội. Chồng mất sớm mà không vô phước không đi. Cái đó đâu có bỏ mình đâu, tại vì cái số phận không đi. Rồi con mình nó lo sau này nó nghĩ mình. Nó nghĩ nó là mẹ cực khổ để lo như con. Nó thương cho con vậy nó là bỏ mình luôn. Nó bỏ ớt quá bà lấy chồng nữa. Dạ. Tụi con cũng dắt trả. Thôi. Ở vậy đi con rồi. Cho nên thằng con mình nó mất cái thằng con Hiếu á. Tội lắm. Là cái anh bè mình tim mất là anh có Hiếu lắm hả? Tội. Nó không bao giờ mà nó ăn mấy chút xíu nó cũng lấy phần cho má. Má ăn không nổi nó đau cho nồi nó chở đi mua thuốc rồi được. Còn thằng tâm thần nó đâu có biết gì đâu. Chè con. Mua thằng cho bà Ly đi, con ăn chè gì? Con cũng 2 ly đậu xanh. Ở bên đây con mở tấm đồng hồ nè con giữ luôn à. Dạ. Đó, đá đầy đủ cho con. Dạ. Đậu xanh vô đậu luôn. Bỏ đá vô luôn. Đậu xanh với đậu đen, đậu nào mát hơn ta? Bà. Đậu xanh ngon hơn. Đậu xanh ngon hơn. Nhưng mà bổ là đậu xanh, đậu đen bổ hơn. Nhưng đậu đen là còn thích ăn nước hơn à. Không, đậu đen bổ hơn. Nước thôi con. Dạ. Rồi, bà bán chè bà già bán rồi đó. Nên là các bạn trẻ bây giờ trẻ lo làm có tiền đây nha, để già tiêu nha. Già 82 tuổi rồi còn bươn chải mưu sinh gì đó. Cảm ơn con. Bà ở quê Quảng Ngãi nha quý vị nha. Đó là bà Sài Gòn làm kiếm tiền đó. Một năm về Quảng Ngãi 3-4 lần, giỗ rồi Tết rồi tùm lum tà la. Cột vô nó biết nó quèn nó đổ nghiêng vậy nó trút hồi trơn bữa rồi. Gió quá nó đập nó đổ hết. Đổ bữa rồi chụp không kịp. Chè gì con? Chè đậu xanh, đậu đen, chè đậu trắng, chè bưởi. Có phải đậu gián hả? Không, chè bưởi cái này ngon hơn đậu gián. Đậu gián nó nồng, không đậu gián nó nồng. Nhưng mà con cũng thích ăn đậu gián nha. Con nghĩ bà nên nấu đậu gián, con thích ăn đậu gián lắm. Đậu gián, nó nồng có hột đậu lắm. Của chè đi chị ơi. Con biết đậu gián đó là của chị, rồi, của bà. Cái anh bệnh tim đó là phát hiện ra lâu không mà chết tự nhiên lâu chết rồi, vậy? Lâu rồi, ở 1 tháng. Ăn cơm từ thiện 1 tháng. Đi xin cơm ăn miếng thì để nó nằm rồi bác sĩ chữa đó. Mổ 40 triệu cái có bảo hiểm mà chưa có mổ. Còn ngày còn nặng quá cái rồi cho về. Họ cho về cái thời gian 6-7 tháng nữa. Trời. Nó muốn coi dặn nó rồi chiều nó gọi điện sáng ngày muốn về sáng vậy nó. Thở không nổi nó muốn coi. Là anh ấy mất ở Quảng Ngãi hay trong Sài Gòn? Ở ngoài đó. Dạ. Anh ấy có hiếu dữ lắm hả? Lắm. Khóc mà khóc biết không biết 3 năm rồi mà còn nhớ nó. Ít người con lắm. Còn ở thằng bầm chập nằm á. Dạ. Mua chè đi chị ơi. Con nghĩ ai mua chè người ta ăn người ta tự lại với kêu người ta cũng mua đó. 3 năm mất sớm rồi còn có chút nó. Nó vậy thôi chị chết.
đây là đậu xanh được cái gì nha, quá trời chè luôn, cụ bà bán chè. Bà là đúng đúng chuẩn người phụ nữ hồi xưa đó. Sao vậy? Con quen cái cụ già 84 tuổi, cụ già bá đạo bán rau củ quả, bà lanh lắm, bà nói chuyện hơn người tỉnh trẻ. Tỉnh táo hả? 84 tuổi mà nói chuyện minh mẫn lắm. Bà còn buôn bán rau củ quả. Giá là bà đó, bà tỉnh táo quá. Ờ, tỉnh lắm. Cái hồi cũng xoắn hồn cho tỉnh. Già quá rồi. Nói công chánh thà trai trẻ cho già quá. Có hồn cũng mất trí nhớ. Bà đau khớp gối chỗ nào đâu? Bên đây hả? Ngồi nó ơi hả sao? Nhức lắm, nó nhức, nhức ở trong nó. Nhức trong ông bà ngồi cứ từ xóa mơ giờ vợ cứ vô ông vũ chân ra. Vậy hả? Rồi bóp. Đau, chịu không nổi. Đâu nằm. Bóp. Rồi ba cái dầu cái có hở ông đem cho dầu nào. Cho rượu, cho dầm thuốc gì á. Dạ. Cũng cho rồi đem về bóp. Tắm rửa rồi giờ bóp riết bóp rồi. Nó hết hầu cái rượu nó bay rồi, nó không có bớt được. Hết hầu thôi rồi. Không có bớt. Uống thuốc bà con biết về cho bà thuốc theo thằng này. Dạ. Ngà hai liều. Chứ không uống là chịu không nổi. Nó nhất khớp á. Tự vì mình đi lâu rồi. Và bây giờ em cũng xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định nhé quý vị. Rồi con cũng cảm ơn cô Mộng Lan đã tặng tiền cho cụ bà bán chè. Rồi con chào tạm biệt bà nha. Bye bye. Cảm ơn con nha.